Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin thanh lý cặp lo đến từ thương hiệu Pioneer. Bát của lo là 30cm, lo 3 đường tiếng. Hiện tại thì em còn một cái lo thì tương đối khá đẹp, còn một cái lo thì rất là xấu. Nên em tiến hành thanh lý, các bác có thể mua về, mình tháo của lo bát chép mít để mình đóng cái thùng khác mình sử dụng, hoặc là mình có thể tăng trang lại cái thùng này mình sử dụng đều ok. Mạch phân tầng rất là khủng, phân tầng rất là to và rất là khủng nha. Củ lo bát 30cm, chép kèn, chép cà na, chiều ngang là 18cm. Đây là lo trung hay còn gọi là lo mid là 12cm. Lo này còn tương đối khá đẹp nha. Còn cái bên đây thì xấu nên em tháo cũ cho các bác tham khảo. Đây là mặt sau nè, Pioneer CS-E700. Giá bán của cặp lo này trên thị trường thì dao động từ 7 triệu rưỡi cho tới 8 triệu. Nhưng mà lo xấu thì em thanh lý chỉ có 2 triệu thôi. Đây là giá thanh lý nên em không có bao ship. Các bác nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Hàng nội địa Nhật, made in Japan, trở kháng của lo là 8 ohm. Công suất là 60W một thùng, 120W trên cặp lo. Ở đây có cái nút tinh chỉnh, mình có thể chỉnh được 2 quay, 3 quay hoặc là full luôn nha. Tiếng lo rất là đẹp nha, mặt sau của lo nè. Một cái thì xấu, một cái thì đẹp. Một cái lo như vậy có trọng lượng thì tầm 20kg. Hai cái lo này trọng lượng tầm 40kg nha. Nếu các bác muốn em tháo củ bát chép mít với phân tầng ra để ship cho mình á, thì liên hệ để em tháo. Còn không thì em để nguyên như vậy, ship ra cho mình để mình tăng trang xử lý cái thùng lo lại để sử dụng nha. Của lo bát 30cm đến từ thương hiệu Pioneer, trở kháng là 8 ohm. Của lo rất là xịn, rất là đẹp nha. Đây bát 30. Đây là chép kèn, cái mũi chép hình trái cà na. Và đây là mặt sau của chép nè. Chép còn rất rất là đẹp luôn. Và đây là củ lo mít. Các bác cần mua hàng, cần xem hình chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Japan. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Giá bán thanh lý là 2 triệu, các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sau đó cho em xin địa chỉ, em ship hàng tận nơi cho mình. Hàng thanh lý em không bao ship nên các bác vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em.